Các con bắt đầu chấm bài tập sách Family Unit 13. Tất cả con lấy bút mực tím hoặc bút đỏ ra để con đánh dấu đúng sai. Bây giờ cô sẽ chấm bài đầu tiên. Read and draw. Được chưa? Cô vẽ thì không đẹp đâu, xấu lắm. Bởi vì là cô đang dùng cái bút chì của cái máy tính này để vẽ, nó không thật tay. Câu đầu tiên, draw a pillow on the bed. Vẽ một cái gối trên giường. Như vậy đây người ta đã có cái phần làm mẫu cho con rồi. A pillow on the bed. Các con chỉ việc vẽ lại thôi. Draw a blanket on the bed. Vẽ một cái chăn ở trên giường. Thế như vậy bạn nào mà có cái chăn phủ ở đây thì là đúng. Được chưa? Mà đúng thì các con đánh dấu đi. Đánh dấu V cho cái chăn đúng. Draw a book on the shelf. Vẽ một cuốn sách trên giá. A book. Draw a book on the shelf. Xong. Draw a pen on the shelf. Vẽ một cái bút ở trên giá. A pen. Tiếp. Draw a t-shirt in the cupboard. Vẽ một cái áo sơ mi trong tủ. Thế như vậy cô có một cái áo sơ mi đã được gập ở trong tủ như sau. Tiếp. Draw a teddy on the rug. Vẽ một con gấu bông ở trên tấm thảm. A teddy. Teddy. A teddy. Đấy, thế như vậy là xong phần vẽ nhá. Như vậy là cô sẽ chấm điểm như sau: một điểm cho cái chăn, một điểm cho cuốn sách, một điểm cho cái bút, một điểm cho cái áo sơ mi, một điểm cho con gấu. Thế như vậy bài này của con tổng điểm của con là 1, 2, 3, 4, 5. Đúng chưa? Chấm điểm bao nhiêu trên 5? Nếu con vẽ đúng được 5 đồ vật này vào đúng 5 vị trí như thế này thì con sẽ có 5 điểm. Một cái chăn nằm trên giường, một cuốn sách nằm ở trên giá, một cái bút nằm ở trên giá sách, đúng không nào? Tiếp, một cái áo sơ mi nằm trong tủ và một con gấu bông nằm trên tấm thảm. Được chưa? Sang bài số 2, các con hãy nhìn lại bức tranh mình vừa vẽ và sau đó thì viết từ còn thiếu ở chỗ trống. Bây giờ cô sẽ viết từ còn thiếu. Where's the pillow? Cái gối nằm ở đâu? It's on the bed. Chắc chắn là bed rồi. Đúng không nào? Nó nằm trên giường. Câu số 2. Where's the book? Đây là cái tranh cuốn sách. Vậy cô sẽ điền từ book. Câu số 3. Cô xin lỗi. Câu trả lời của câu 2. It's on the shelf. Nha. Yeah, shelf. It's on the shelf. Câu số 3, where's the blanket? Đúng không? Cái chăn ở đâu? Và đương nhiên trong câu trả lời mình trả lời bằng is on the bed. Nó nằm trên giường. Where's the pen? Cái bút ở đâu? Con điền từ pen. Và câu trả lời của con là nó nằm trên giá. Các con sẽ trả lời là is. Bạn nào mà thiếu chữ S trong câu trả lời này là sai nhá. Is on the shelf. Vì sao phải có the? Vì chúng ta nhìn và miêu tả những đồ vật trong tranh. Và khi chúng ta miêu tả các đồ vật trong tranh thì bắt buộc các con phải có chữ the trước cái từ chỉ để điểm. Được chưa? Câu số 5, ô trống thứ nhất, các con sẽ điền từ t-shirt. Áo sơ mi ở đâu? Áo sơ mi số ít cho nên các con sẽ điền chữ is in the cupboard. Được chưa? It's in the cupboard. Nó trong tủ quần áo. Và cuối cùng câu số 6, where's the teddy? Con gấu bông ở đâu? It's on the rock. Xong. Được chưa? Bây giờ các con bắt đầu chấm điểm từng câu 1 của mình nhé. Câu 1 điền từ bed, đúng rồi này, đánh dấu V. Câu 2 điền từ book, đúng rồi.
Câu 3, câu trả lời của câu 2 đến từ shelf. Chỗ nào sai con phải sửa đi. Blanket đúng rồi này. On the bed đúng rồi này. Pen đúng rồi. On the shelf đúng rồi. T-shirt đúng rồi này. Teddy đúng rồi này. Cupboard đúng rồi này. Và rock đúng rồi này. Thì như vậy cô đếm nhá. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Tổng điểm của bài này là 11 điểm. Vì sao cô thấy tính thành 11? Bởi vì ở đây mỗi một câu cần phải điền được tính thành một điểm, kể cả nó là một từ. Và cả cái câu số 5 này, 1, 2, 3, 4, 4 từ này đúng hết mới được một điểm. Còn nếu câu này sai, con phải đánh dấu X và sửa lỗi sai đi. Được chưa? Ví dụ như cái câu này mà cô viết thành từ khác, ví dụ câu này mà viết từ thiếu chữ dơ chẳng hạn. Đây, đúng không nào? Câu này của cô nếu như thế này thì cái câu này cô sẽ phải đánh dấu là câu bị sai. Đấy. Và cô viết thêm cái dấu vào đây. Chỗ này phải điền chữ D. Đấy, đấy là cách chấm bài nhé. Bắt buộc các con phải đánh dấu đúng sai. Câu nào đúng đánh dấu V. Câu nào sai đấy con đánh dấu X và sửa lỗi sai sang bên cạnh luôn. Xong bài số 2. Bây giờ các con chuyển sang bài 1, khoanh tròn. Câu 1 dựa vào tranh chúng ta biết ngay. Đây là there is. Câu 1 dựa vào there is. Cho nên đáp án câu này sẽ phải là there is có một cái giường. Câu số 2 có hai cái tủ cho nên các con sẽ chọn there are. Câu số 3 có rất nhiều sách cho nên điền there are. Đúng không? Câu 4 có một cái chăn thôi cho nên con điền there is là có một. Đấy, thì như vậy rõ ràng cái mẫu câu với there dùng để miêu tả các đồ vật mà chúng ta có. Xem là có bao nhiêu đồ vật, có ít thì dùng there is, mà có nhiều dùng there are. Câu số 2, look at the pictures and write. Hãy nhìn vào tranh và điền vào chỗ trống hai từ this và there are, đúng không nào? Bây giờ cô sẽ nhìn tranh và cô thấy là có hai cái giường này. À, có rất nhiều đồ chơi ở trên cái tủ này, đúng không? Có rất nhiều poster trên này và có một cái giá sách, có ô tô đồ chơi và có giày ở trong giường. Ngoài ra còn có một tấm thảm, đúng không? Đấy, thì bây giờ sau khi miêu tả tranh thì chúng ta sẽ điền vào đây. Câu thứ nhất. Nào, 4 books, 1, 2, 3, 4, 4 sách. Vậy câu này điền there are rồi, đúng không? Xong. Câu số 3, 2 pillows, 2 cái gối. Giờ thử làm ra xem nào. Cứ thử làm nhá, tí chấm sau nhá. Câu số 4 nào, chưa chấm vội, chưa biết đúng sai vội. Two beds. Câu số 5. Và câu số 6. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi chấm bài. Đấy, cô sẽ làm một vài câu làm bừa để cho con biết là cái cách chấm bài đối với những câu sai các con phải xử lý như thế nào. Câu 1, a cupboard, điền this, đúng rồi. Câu số 2, four books, điền there, đúng rồi. Đánh dấu B. Cứ đúng thì đánh dấu B. Tiếp, two pillows, có hai cái gối. Đã là two là số nhiều rồi. Vậy ở đây các con không được dùng chữ there is. Mà bạn nào dùng chữ there is thì phải gạch chữ is đi và sửa nó thành chữ gì? À, mới là đúng. Đấy. Câu số 4, there are two beds, có hai cái giường, đúng rồi. Tiếp, there are a shelf, có một cái giá sách. Vậy cái câu này thực ra là chỉ có một thôi, đúng không? Một thì không thể đi với there are được, mà câu này con phải sửa a và viết thành is. Đấy, nếu như bài của các con sai nhá, các con cũng phải sửa như thế này và viết đáp án đúng sang bên cạnh, tuyệt đối không được để không sửa. Tiếp, there is a rock, câu này các con có phát hiện ra lỗi sai là cái gì không? Hả? Chắc chắn là thừa một chữ is. Cái there này đã là hình thức viết tắt rồi, đúng không? Thế mà vẫn còn chữ is, như vậy là câu này có những hai chữ is,
Mấy câu này là sai, ta phải bỏ một chữ is đi thì mới là đúng. Đúng chưa? Như vậy bài này là chấm điểm bị sai mất 3 câu, đúng không? Thì chỉ đúng 2 câu thôi. 2 câu trên tổng số câu là 5 câu. Đấy, các con cũng chấm điểm của mình đi, xem mình được bao nhiêu trên 5. Điểm sang bài tiếp theo, đó là bài nối. À, bài này rồi, nối rất là dễ đây. Hôm trước cô yêu cầu các con là vừa phải đọc số vừa nối đúng không? Các cô bắt đầu nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Cô xin lỗi, nó bị ngoặc ra đây mất rồi. 17. Cô đã nói rồi, cô cầm cái con chuột máy tính này nối rất là khó, nhưng mà các con có thể nối đẹp hơn cô rất là nhiều. Thế bây giờ các con nối xong thì nó sẽ ra hình thành một cái giường, đúng không nào? Join the dots xong rồi nó sẽ hình thành cái giường. Cái bài này bạn nào mà đúng hết cái giường rồi thì ghi V vào đây. Bây giờ chúng ta sẽ viết chữ số vào đây nhá. Bây giờ cô lại làm bừa để xem là cô viết sai cái gì, xem có bạn nào nhận ra không nhá. Đấy, cô cứ viết đi, xem sai cái gì nào. Nhìn xem cô viết sai cái gì không. Cô cố tình viết sai để con nhìn ra đấy. Bắt đầu chấm nhá. Nào, nhìn ra xem cô viết sai cái từ gì chưa? Từ 12 này đúng hay sai? Đúng hay sai nào? À, từ 12 này là bị sai mất rồi. Từ 12 đúng phải là từ này cơ, đúng không? TWELVE. Như vậy cái chữ đầu tiên ban đầu cô viết là thiếu mất chữ V. Thế còn cái số 13 không phải là 13. Vậy câu này cô cũng đã cố tình viết sai để con làm sao nhận ra, đúng không nào? Câu này đúng, nó phải là 13. Được chưa? Rất nhiều bạn sẽ viết là 13 vì 3 là số 3. 14 trong câu này cũng sai nốt. Các con có biết nó thiếu chữ gì không? Hả? Nó bị thiếu mất chữ R. Chữ 4 phải có chữ R, đúng không? 14. 15, 15. 5 chứ không phải là 15. Bạn nào liềm là làm là 15 là sai, 15 mới là đúng nhá. 16 của cô đúng rồi. 16, 17, 17 cũng đúng rồi. 18 sai rồi nhá. Các con biết sai từ gì không? 18. Bình thường chữ S của mình đã có chữ T rồi đúng không? Thế bây giờ không thêm một chữ T nữa mà thêm luôn cái đuôi in vào, thành sao? Thành 18. 19 tương tự như vậy, là cái đuôi teen xem thêm chữ 9 ở đầu. Xong. 20 bị sai rồi, đúng không? Các con biết thiếu cái gì không? Thiếu chữ W. Đấy, đấy mới là 20. Được chưa? Bây giờ cô bắt đầu chấm điểm với bài vừa rồi. Sai 1 câu, sai 2 câu, sai 3 câu, sai 4 câu, sai 5 câu. Sai 5 câu mà bài này có tổng số câu là 9 thôi.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thế như vậy sai 5 trên 9, tức là bài này cô chỉ được 4 thôi nha. Như vậy bài này được 4 trên 9. Còn các con chấm điểm của mình đi, xem mình được bao nhiêu trên 9 nhé. Ví dụ mình được 7 thì ghi 7 trên 9, mình được 6 ghi 6 trên 9, còn mình đúng hết thì mình ghi 9 trên 9. Được chưa? Bây giờ cô cùng các con sẽ chấm sang bài trang tiếp theo. Đó là cái trang nối bin tin. Được chưa? Vậy cái từ đầu tiên là từ bin rồi. Bây giờ cô có từ thứ hai. Từ thứ hai, cái hộp thiếc này chắc chắn là từ tin. Còn đây là quả sung thì là fig. Con voi thì là big. Xong. Chấm điểm đi. Nào bắt đầu chấm nào. Tin đúng rồi. Fig đúng rồi. Big đúng rồi. Bài này đúng hết được 3. Như vậy bài này cô viết đúng hết thì cô được 3 trên 3. Đúng không nào? Các con viết đi nào. Bây giờ đến bài điền. A big big fig in a big big fig nằm trong cái gì nào? Cái này nếu các con không nhớ thì con lại phải dở sách Family 1 ra xem cái bài nghe ấy. Nào, cô trò mình cùng dở ra xem nó là cái gì nhá. Xem họ đọc cái gì nào. A big big fig in a big big tin. Đúng không? Vậy câu 1 các con sẽ phải điền từ tin. Đúng đấy, dấu về đi. Eat the big fig. Vậy câu này sẽ điền từ fig. Put the tin in the bin. Đúng không? Xong. Ai đúng hết thì đánh dấu đi. 1 2 3 xong. Bài tiếp theo là join the dots. Đúng không nào? Hãy nối cái âm x bằng màu đỏ và âm in bằng màu xanh. Âm x bằng màu đỏ, x này, đỏ này. X fig x x big đúng không? Thế còn cái này bằng màu xanh. Mày còn không có màu xanh đây. Chuyển sang màu xanh thế nào nhỉ? Chuyển cái mực bút chì này sang màu xanh thế nào? Đây là màu đỏ rồi, người ta yêu cầu là green, màu green. Thôi được rồi, trong máy tính không có màu thì cô viết cả hai cái này bằng màu đỏ nhá. Tin này, in này, in này, in này, in này, tin. Được chưa? Thôi bài này không tính điểm khó thì không tính điểm nữa. Chuyển sang bài tiếp theo. Rồi, bài này là bài yêu cầu làm gì? Read and underline the question and circle the stop. Hãy đọc và khoanh tròn dấu chấm và cô xin lỗi, gạch chân dấu hỏi và khoanh tròn dấu chấm. Đây, đây là câu hỏi thì gạch chân nhé. Hỏi này, cứ câu hỏi thì cô gạch chân. Thế còn dấu chấm thì khoanh tròn. Đấy, bài này cô không tính điểm đâu, bài này chỉ là bài nhận dạng thôi. Đấy, thế khi nào dùng dấu hỏi các con? À, khi ta đặt nó ở cuối câu hỏi. Where's your bed? Câu này là câu hỏi. Giường của bạn đâu? Người ta dùng để hỏi thì chúng ta phải biết dấu hỏi ở cuối câu. What's on your shelf? Có cái gì trên giá sách của bạn cũng là câu hỏi. Vậy chúng ta sẽ điền dấu hỏi. Do you like your bedroom? Bạn có thích phòng ngủ không? Thì câu đây cũng là câu hỏi. Thế nhưng khi trả lời cho ba câu hỏi này thì nó lại là câu khẳng định, không phải là câu hỏi nữa. Dùng là câu trả lời. Vậy chúng ta sẽ dùng dấu chấm. Bây giờ đến bài 2. Hãy viết chữ cái in hoa. Đúng không? À, và điền the. Điền cái dấu hỏi hoặc là dấu chấm. Đúng không? Bây giờ cô bắt đầu viết nhá. Chữ nào viết hoa? Các con biết không? Câu 1 thì chữ what, chữ W viết hoa. Vì đây là câu gì đấy? Câu hỏi thì chữ đầu tiên phải là viết hoa. Thế bây giờ nhìn kỹ câu 2. Her name's Lola. Cái từ đứng đầu câu là chữ hơ thì chữ hát phải viết hoa. Được chưa? Cái từ name thì lại không phải viết hoa nữa. Được chưa? Nhưng Lola là tên riêng, phải viết hoa. Được chưa? Câu tiếp theo là what's on her shelf. Đứng đầu câu chữ W cũng viết hoa. What's on her shelf. Câu số 4.
Are the shoes blue? Chữ A viết hoa. Are the shoes blue? Bây giờ mình đến phần tiếp theo là các con đi đánh dấu hỏi hoặc dấu chấm. Câu 1 là dấu hỏi, đúng rồi, vì nó là câu hỏi. Câu 2 các con phải đánh dấu chấm. Được chưa? What's on her shelf là câu hỏi thì đánh dấu hỏi. Và cuối cùng are the shoes blue là câu hỏi, đánh dấu hỏi. Được chưa? Bây giờ các con chấm điểm bài này nhé. Nào. Her name's Lola. Đúng rồi. 1. Và dấu câu đúng 1 nữa là 2. Viết câu xong phải đánh dấu. What's on her shelf? 1 câu. Dấu đúng 1 điểm nữa. Câu này là câu hỏi, đã viết hoa đúng rồi. Đúng không? Viết hoa đúng 1 điểm, đánh dấu đúng 1 điểm. Thế như vậy đúng hết bài này được 6 điểm. Được chưa? Bây giờ chuyển sang bài tiếp theo. Bài này là draw your bedroom and write what is in your bedroom. Hãy vẽ phòng ngủ của bạn và sau đó thì miêu tả xem là có cái gì trong phòng ngủ. There is a là có một. There is a là có một. Dòng này cũng there is a là có một. There are là có nhiều, có nhiều, có nhiều. Vậy có 3 câu nói về có một và 3 câu nói về có nhiều. Được chưa? Cái bài này ấy thì cô sẽ làm mẫu cho các con. Và sau bài, sau khi mà cô làm mẫu bài này xong thì đây sẽ là một bài mà các mẹ sẽ phải quay cho các con. Quay cho các con miêu tả phòng ngủ của mình. Muốn miêu tả được thì đầu tiên phải vẽ đã. Bây giờ cô sẽ làm mẫu vẽ phòng ngủ nhá. Cô vẽ thì nhiều khi không hình dung ra cái gì đâu. Không có... Rồi, thì như vậy cô vẽ xong các con sẽ hình dung được ra đây là cái gì, đúng không? Cô bắt đầu miêu tả phòng ngủ mà cô vẽ. Nhìn đây các con biết ngay, chắc chắn là there is a bed in the room. Đúng không? Có một cái giường trong phòng ngủ. Tiếp theo cô miêu tả tiếp, trong phòng ngủ của cô còn có một cái tủ. There is a cupboard. In the bedroom. Được chưa? Tiếp cô viết một câu nữa. Cô sẽ phải vẽ thêm để tạo ra những cái đồ vật số nhiều. Rồi. Tiếp cô miêu tả một đồ vật nữa. There is a shelf. Viết cả there. Is a shelf. Đúng không? On the wall.
Cô có thể viết cả từ mới là on the wall đấy. Các con có biết on the wall là cái gì không? Là trên tường nhá. Cô không dùng in the bedroom nữa, bởi vì hai câu viết bên trên cô đã dùng in the bedroom rồi. There is a shelf on the wall. Có một cái giá sách nằm ở trên tường. Bây giờ đến câu số nhiều. There are. Chắc chắn là there are books. Đúng không nào? Có rất nhiều sách, có hai quyển cơ. Có hai quyển sách, trên giá sách. On the shelf. Đúng không? Tiếp. Có hai tấm thảm ở trong phòng. There are two rugs. Và đương nhiên two rugs là số nhiều, thì chữ rug phải có S. On the floor. On the floor. Các con có biết floor là gì không? Floor là sàn nhà. Bạn nào không dùng đến từ floor, ok, không sao cả. Và còn có hai cái ghế. There are two chairs. Được chưa? There are two chairs. Có hai cái ghế. Thế bây giờ cô sẽ miêu tả cái bài này xem hết bao nhiêu giây nhé. 3, 2, 1, bắt đầu. Khi miêu tả thì không được nhìn chữ nữa mà phải nhìn tranh. There is a bed in the room. There is a cupboard in the bedroom. There is a shelf on the wall. There are books on the shelf. There are two rugs on the floor. There are two chairs. Như vậy cô dùng hết có 12 giây để miêu tả cái bức tranh này thôi. Cô làm lại cho các con xem này, nhìn kỹ con chuột mà cô chỉ nhá. There is a bed in the bedroom. There is a cupboard in the bedroom. There is a shelf on the wall. There are books on the shelf. There are two rugs on the floor. There are two chairs. Đấy, thì như vậy bài của con đương nhiên con sẽ phải vẽ khác, không vẽ giống cô đâu. Bài của con có nhiều đồ chơi, con có phải thể vẽ thêm một thùng đồ chơi, đúng không nào? Hoặc bài của con có một trong phòng ngủ của con còn có một rất nhiều tranh trên tường, thì con có thể dùng từ picture, được chưa? Như vậy bài này sẽ là bài tập về nhà cho hôm sau nhá. Bài này cô chưa yêu cầu nộp hôm nay, mà hôm sau các mẹ sẽ phải quay bài này cho con, với điều kiện các con phải vẽ được. Nếu không vẽ được thì mẹ hỗ trợ phần vẽ, không sao cả, mẹ hỗ trợ phần vẽ, nhưng bắt buộc các con sẽ phải miêu tả được đoạn văn này, viết đoạn văn này ra, sau đó thì quay clip cho cô để gửi bài này.